đặc liệu thôi, chứ mọi người thấy tôi ngoài mọi người thương tôi không hết. Đúng rồi, em thấy hôm nay em mới thấy chị ở ngoài là thấy chị thật dễ thương, đi người ta thương tôi nhiều lắm, tại vì đâu phải bất bình gì đâu. Đúng rồi, đâu ai muốn vậy ha. Rồi nhầm người ta lên ta chữ chữ đi chứ tôi cũng bị mờ nữa sao đó, mấy người đó thương tôi nhiều hơn mấy người kia. Mấy đội chữ đã thương tôi nhiều hơn. Tại vì người ta không biết, tới chừng người ta biết rồi người ta mới thương. Tại đó tôi chụm lần một đó. Rồi cái mới sanh em bé có mấy ngày à, nổ đó. Rồi cái một chai cồn nha. Cũng như cái lần một bự mà cái nhà vậy đó, chụm hai mấy tiếng, bốn mấy tiếng chứ, mấy ngày mấy đêm. Rồi cái tới chừng nó nổ một cái, con hiểu nổ một cái, bò càng bò điếc, bỏ một nhỏ mà ôm thao chặt đồ á, rồi giờ để mặt thờ của ông ba, bỏ một nhỏ mà sao có hên, có tao bồng đi, sao thế bà. Hôm nay em gặp chị ở ngoài, em nhìn chị đẹp hơn ở trong camera nhiều lắm. Chứ biết sao, đi bán gì rồi có thay đồ ở nhà đó, rồi tự nhiên nó ngoài nó thọt vô rồi nó quay đại lên, có biết mẹ gì, còn mình đi ra thì cũng mình hơi sửa soạn chút nha cả nhà. Ngày đi còn làm phụ nữ là sửa soạn mới đúng. Đi ra đường hơi sửa soạn nghe mà đều không có chịu đánh kem nó hết gì chứ. Đó giờ thì thao son cũng mất cỡ nữa, đi đám cũng không dám, đi đám không dám luôn. Vậy đó, nó hơi mất cỡ, tôi đi ra ngoài thì ngại lắm, tôi không dám. Ông Tiến này ông quay xong ông còn đi nghe điện thoại à? Ông mê trai à? Ông mê lòn rồi, chị có hai thứ mê rồi. Uống đi, uống nhiều nhiều đâu. Uống vô mẹ uống lọc lớn quá trời luôn. Có ngày tôi khoái uống cà phê lắm. Đúng rồi. Rồi chứ tôi uống cuốn lần chứ. Điều là đây là cà phê họ nha. Tại mình có bệnh đó rồi cái đâu dám uống cái lòn bệnh. Có u tùm lum chân bà ơi, thấy tôi vậy đó, thấy tốt lớn chứ có u. U lòn đâu? U lòn. Ờ, hai cái chú là chú mà tức là đứa chết. Mổ lên bên đó. Uống hả? Không phải là mắt bên này hả? Không phải là mắt, cũng như là lấy cái khối u để gạt thôi chứ cũng còn thân hình. Chừa lại cho ổng rồi. Thế hả? Ừ. Chừa lại cho ổng nha. Chừa cái lòn lại nữa. Để nó thấy hả? Dạ con không có ổng nè. Cô tên gì cô? Cô tên Hà Bá. Nó đủ tên gì không biết. Tự nhiên ta có tên mà mình đã đặt người ta với xong. Hai trăm mấy ạ, à? Tại vì bánh chuối, bánh đao, bánh phộng hết là cả 140, 120. Ai có ủng hộ lòi lồn, lòi lồn cho mình nghe. Cả nhà ai đủ đủ đề điện nè, ai đéo nè, ai đéo tôi nè. Xin chào chị đéo người ta cái hả? Cô chú anh chị em đâu rồi? Không ai like xe, không ai bình luận cho cô chú anh chị em. Nãy tiếng từ giờ có một chuyện nha. Bây giờ sao ta điện vậy? Alo. Alo. Này này chị tín liệu mà cô chú giờ ra anh chị. Alo. Đừng xin lộn nghe. Ủa đâu mất tiêu rồi. Lên lên. Nghe mà cái lộn lại. Alo cưng ở đâu vậy? Còn sao hú không vậy? Alo, cưng bệnh hú. Ủa, bệnh gì? Ủa, sao? Còn lao không? Rồi bấm cho thấy hình. Rồi nói giờ tôi alo rồi à. Ở nhà. Trời ơi. Xin chào. Rồi nói giờ alo rồi à. Cô chú anh chị em nghe gì chơi, mình đi bán nè. Cô chú anh chị em alo cho tôi, cô chú anh chị em đi bán đó đó. Mấy tiền tiền. À, mấy anh Tây, Pakistan này. Tây điện nó nghe. Chịu nổi không cưng? Chịu nổi chị không nhỏ. Ủa, chị bự bành má.
Bằng kí đô vậy? Bự bằng mấy lớn? Chờ bá lửa luôn. Bằng tay không? Sao bà mà bự cái mũi cắt cho mua mũi cắt có nói chuyện sao biết được? Nói người ta nghe không? Có biết mình nói không? Mình nói là Adisolo Moto. Ủa là gì? Tay luôn hả? Điện rồi nó không biết cái chuyện sao biết nữa. Cười không? Hả? Có cười không? Cười. Ừ, nói gì nè? Vì là chồng cái xu đó có. Wow không? Gì là gì? Ủa tại gì trời? Năm chọn. Cười quá. Ở đây hả? Trời còn wow không? Cho tiếng một like và một chia sẻ nha. À, xem tiếp cho vui nha cô chú và các anh chị em thì chạy cái sự tích chị là bị hồi sinh đứa con nha chị giới thiệu nha. Đó, thì ai là lại ai chọn cho chú tài sĩ bắt đầu giới thiệu thì tiếng chia sẻ tiếp cho vui cho cô chú anh chị em cho đỡ buồn nha trong những ngày mặn lao động quan nhọc nha. Thường tiếng thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ hôm nay xe cho tiếng nhiều nha. Gì mà dơ ba ngón tay rồi bốn chả hẻ. Ô là gì mà dơ bốn chả hẻ rồi năm ngón tay. Không hiểu. Không biết lộn ai đâu mà chả hẻ. Ôi giờ tiếng sao biết được đâu nó chị. Sao dơ năm ngón tay rồi đâm chỗ vậy hả? Làm sao không hiểu. Hả chị? Trời. Vũ bà đó rồi. Chị vui, chị vô chị bóng qua bên nào. Đủ cái lồ không? Không. Không biết cái tiếng đó. Là nghe được rồi thấy không? Trời ơi, mới đi Pakistan xong đi qua bên qua tập tu được không? Trời, cái gì mà chê mối lòng bè. Ôi, cái lộn đồ áo chê mối tôi không biết được. Sao chỉ lộn? Ê, cái tay nữa. Sao mà chỉ cái lộn cái kia? Ai hiểu? Là gì? Chiếc đường đâu mà nói chuyện trời. Với ai đi? Không chịu, chị tắt nữa kìa. Chị tắt. Nói chuyện đẹp trai á. Mắt tôi làm chi trời. Trời. Hiểu gì chứ á. Rồi bỏ trái tim con giật cái đau bà nội. Không biết. Làm gì chỉ trên lạc. Lạc đó hả? Hùng đó, cái đó là tao nói hùng đó. Rồi tự nhiên chỉ vô trái tim. Thôi không yêu đâu. Không yêu. Dạ rồi bà tía ơi. Dạ rồi. Nhăn hết trơn. Nhăn. Chứ không biết nói gì chứ nè. Dạ rồi. Sao rồi được. Có người chọn nó. Ca đi. Ca đi. Ca đi. Chị cư tôi dội dã qua đây để cho chị thấy lòng đủ cái gì mà ông chỉ không hiểu nè. Rồi sao ca ông chỉ tao lúa chứ á. Ai nghe ai đi trời ơi lúc đầu không
chịu hoàn chỉnh. Gì nè? Chỗ cũng cái đầu gì được không? Trời ơi, không thấy được. Đừng có chỉ cái trái tim. Không có lớn lên á. Biết đường đâu đậu. Thì nó lớn. Ôi thôi. Lớn lên. Bánh không có dừng đậu chú ơi. Ai nghe mắt đi ơi. Để tôi bộ nó này. Ok. 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 Chọn vô tôi quá. Đưa lòng trời ơi. Không làm gì. Là gì đó hả? Tụi tắt rồi, tụi tắt rồi tụi tự nhiên cái khoảng đôn này ta. Quá dữ quá dữ. Cái bạn đứt nít. Tụi thấy hình nít đẹp nè. Có xíu đó. Cô chú anh chị vô bình định cho tiếng nha. Giao lưu với tiếng cô chú anh chị em ơi. Xem clip vui giải trí cô chú anh chị em. Thấy đứa nít đẹp nè, mình thấy kết bạn chơi. Ai biết ai về đâu là anh trai ha. Ai về đâu cái ông này, ông đúng lòng. Quá sợ lắm. Nước ngoài thấy như mấy ông ghê quá. Tên thì được ai ông là đủ. Ủa ông đòi trái tim, ông ngắt, ông giục. Ủa ông ngắt, ông làm gì đó. Ok, ông lại ông làm gì đó. Nói thôi nghỉ bớt đi. Đây ông bà bớt trời, trời đâu mình quen cái ông này trời, thấy hình em bé trắng lồn ớ trắng tư mà sao mà ổng yên thì đầy nó ổng lụm đứa nào ổng để cái hình lên nó tái nhìn nó bé cưng quá vô cái bạn ha. Tôi thấy nít rồi tôi phải tôi kết cái lồn lắm. Tình có đủ người ta nãy có ông đó là gì mà nói với chồng tôi nhắn lại nghe tôi có đủ ở bên chỗ cao phước tăng cái gì về nói với ông tôi có chồng rồi dài con chị đó. Năm bốn cái tăng. Ủa? Ba cái tăng. Ừ. Năm bốn cái tăng.